Thì hôm nay Như Nguyễn sẽ cũng như cái clip hôm trước là Như Nguyễn có review đàn thùng thì giá 1,8 triệu, thì clip này Như Nguyễn sẽ review lại cây đàn phím lõm, cây đàn phím lõm điện. Thì cây này có giá là 4,5 triệu nha cả nhà. Thì cái dàn bobin này bộ ruột này em đã độ lại, độ lên tiếng nó rất là hay ha. Thì ở đây là đũa ha, ở dưới là Duy sẽ thêm một cái miếng gì măng để cho tiếng nó dày lên ha. Ở đây ngựa thì ngựa đàn thì ngựa đây là ngựa rất là dày ha, ngựa dày, ngựa này ngựa Hàn Quốc nó rất là dày, si rất tốt ha. Rồi phím đàn thì đàn này là phím to, phím to, phím này là 2.9 nha, phím này 2.9. cái mặt tuốt này là gỗ mặt, còn cái thân đàn thì cái này là gỗ ách Mỹ, thân đàn gỗ ách Mỹ. Rồi phía sau thì thiết kế là mình đóng 6 cái chén để xỏ dây lên, thì khi anh em đứt dây thì rất là dễ xỏ, còn nếu mình đứt dây rất là mình lấy dễ lấy ra và mình dễ xỏ. Khi mình xỏ dây thì dây 1, dây 2 mình lưu ý là mình phải cốp đầu dây lại khoảng nhiêu đây để mình xỏ lên nó rất là dễ, khỏi cần nhìn xỏ lên ha. Rồi tiếp theo nữa là phần cần đàn. Thì cái cần đàn thiết kế đây mình chạy một cái chỉ giống cây Fender thật ha, giống cây Fender thật, nhưng mà đây là mình chạy chỉ gỗ này, gỗ cũng gỗ Maple Mỹ luôn. Đây cái khóa này là khóa đúc, mà cái này hàng Đài Loan nha, rất là tốt. Đây, rất là tốt, cho nên mình lên dây là mình nhắn nhá cũng thoải mái. Thì riêng đánh giá sơ bộ về cái ngoại quan của cái đàn này, thì cái phần sơ bộ về cái ngoại quan của cái đàn thì nói chung là cũng khá là ok, khá chắc chắn ha. Rồi tiếp theo là Duy sẽ test thử cái âm sắc của cái đàn cho quý vị nghe. Thì cho quý vị nghe thử cái âm đài, cái đàn này đó, cái tiếng nó có cái âm chất âm như thế nào. Rồi đây là Duy sẽ để đây, cái mức này là mức âm lượng của nó là số 4 ha. Còn cái này là bass của số 4, cái này tiếng Trung số 5, cái này kép số 5 luôn. Rồi Duy sẽ thử. Cái này là mô pin thứ nhất của cái đàn, cái mô pin đầu tiên nha, bên này. Trực tiếp chưa qua thu âm, mà chưa, không phải là mình qua phòng thu âm gì hết, chỉ trực tiếp cắm qua loa vậy nè. Nắp đầu tiên và cuốn nắp thứ hai.
đẹp ha. Rồi tiếp tục. Rồi em muốn bao mô bin nha. Thank you.